Loa Hải Phòng xin chào anh chị và các bạn. Video này thì Loa Hải Phòng sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách lắp ghép chiếc giá đỡ micro kẹp bàn với lại chiếc mic SM8B. Trong cái hộp giá đỡ micro kẹp bàn, anh chị bỏ hết tất cả những cái phụ kiện đi kèm giá đỡ, thì bao gồm cái chân đế và cái chui gắn mic. Anh chị lấy cái phần chân đế, sau đó anh chị lấy lỏng nóc ra để cho cái khoảng cách này nó vừa với cạnh bàn của mình, rồi bắt vào cạnh bàn. Cái bàn mà anh chị định lắp mic vào để ngồi hát ấy, ngồi hát nhá. Còn đấy, trường hợp này anh chị ngồi bàn hát và mic chúng ta gắn vào giá đỡ, chúng ta không phải cầm tay. Còn nếu mà anh chị mà cầm tay để hát thì không cần phải lắp với giá đỡ như này. Rồi tiếp theo là cái phần giá đỡ, phần chân đây anh chị sẽ lắp vào cái chân đế vừa rồi đấy. Anh chị đút vào cái chân đế vừa rồi, anh chị vừa xoay vừa ấn nó xuống cho nó xuống. Rồi tiếp theo là cái ốc đó, ốc ở phần chân đế chúng ta sẽ vặn vào một chút. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái hộp mic SM8B ra xem phụ kiện của nó, cái shop mount của nó là như thế nào. SM8B đựng trong một cái hộp, một cái vali rất là chắc chắn. Rồi cũng giống như là PCK200, cái bông chụp của SM8B khá là khủng, nhìn rất là thô, thường anh chị không dùng đến cái bông đấy. Đây là cái để gắn mic này. Đây là cái mic của chúng ta. Rồi thôi thì cách lắp cái mic vào đây anh chị để ý nhá. Cắm mic vào dây này, nó có cái ngạnh đây anh chị để ý, mà đúng theo ngạnh anh chị đút nó tách cái được, và anh chị cứ thế cầm hát thôi. Đây là trường hợp anh chị không lắp vào giá đỡ. Rồi và anh chị tháo ra thì anh chị có cái lẫy đây, anh chị bấm vào đây, sau đó là rút ra ra hơi thế này nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào giá đỡ. Đây này, cái chui con mic của mic SM8B nó khá là thiết kế khá là đặc biệt, và cái phần đầu gen đây, gen này anh chị lắp vào phần giữa này, nhớ nó vặn cho nó thẳng gen này nhá. Thấy nó chặt tay là anh chị phải nựa lại cho nó thẳng gen, lệch gen là nó chặt tay, mà anh chị cố vặn là nó hỏng gen này. Rồi và sau khi bị lệch thì anh chị lấy hơn ốc ra và xoay cho nó đúng hướng. Xoay đúng hướng như này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ gắn cái micro vào, thì anh chị để ý là cái đầu micro thu âm thì nó được làm ngang, và cái hướng thu của nó sẽ quay về cái hướng mà có chữ tắt xa SM8B đây. Nếu anh chị quay ngược như này ấy, thì tiếng thu của nó sẽ rất là kém, nó ồm và tiếng bị rè. Anh chị quay đúng hướng này, cái hướng có chữ Tasa SM8B quay về đúng cái hướng miệng mình ngồi hát đấy. Đấy, và anh chị nới lòng ở đâu. Anh chị để ý cái đầu gen nhé, anh chị xoáy vặn cái mic vào đây. Đấy, anh chị xoay mic cũng được, mà anh chị xoay xoay gần ốc ở bên dưới đường nhá, tự nó sẽ vào. Ok, nhớ là quay cái hướng có chữ về phía mình ngồi hát nhá. Thì anh chị sau đó anh chị có thể để này, mic nằm ngang như này cũng được này. Đấy, nó lệch thì anh chị lại lấy lỏng con ốc ra, sau đó nó xoay đúng hướng, sau đó lại vặn sang con ốc lại, nằm ngang như này cũng được nhá. Hoặc là anh chị dựng lên này cũng được, sau đó anh chị vặn ốc này lại, đấy, cố định như này. Anh chị muốn xuống thấp này, lên cao này, dịch sang trái này, dịch sang phải này, tùy ý nhá. Cái giá đỡ này rất là tuyệt vời, nó tùy chỉnh theo cái vị trí mình ngồi. Ok, và cuối cùng là chúng ta sẽ lắp dây, thì nó có cái ngạnh của nó như vừa nãy mình bảo đấy. Anh chị xoay nó đúng cái ngạnh rồi. Đấy, đút nó kêu cái tạch cái là được. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái màng lọc vào là xong.
Mang lọc âm thanh thì chúng ta có thể bắt thanh trên hoặc thanh dưới của da đỡ đều được. Ở đây mình sẽ bắt thanh dưới thì anh chị nới lỏng một ốc này ra cho nó vừa với cái thanh đấy, và anh chị đút vào thanh đây, đút vào đây sau đó là siết lại. Và chúng ta sẽ cái này uốn chỉnh thoải mái, cao thấp và sang trái sang phải thoải mái. Anh chị sẽ để cho nó vừa với cái mic này, vừa cái mic này để làm gì ạ? Để nó lọc được cái hơi thở của chúng ta, tiếng hơi thở phì phì và cái tiếng quạt, gió quạt thổi ở đây nó sẽ lọc bớt những cái âm tạo âm đi. Và để tháo ra thì anh chị bấm vào đây, bấm vào cái lẫy của cái dây mic, anh chị tháo nó ra, tháo dây mic ra trước và lưới xoáy con ốc ra, xoáy con ốc ra, xoáy vượn vặn theo. Xoay cái nóc này ra để lấy mic. Đấy, và anh chị cắm dây vào. Anh chị cắm trực tiếp vào sau cạc để anh chị cầm tay anh chị hát thôi, chứ không bắt vào giá đỡ. Đến trường hợp thì chúng ta cầm tay ngồi bất cứ đâu cho nó thoải mái, hiểu không? Không gắn vào giá đỡ, giá đỡ thì luôn luôn phải ngồi cạnh giá đỡ. Ok, và video này thì mình đã hướng dẫn anh chị cách lắp ráp chiếc giá đỡ mic đôi cặp bàn với lại mic SM8B. Anh chị có câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới video thì mình sẽ trả lời thêm anh chị nhé.